Như vậy cái bài code này của thầy sẽ ví dụ cho các bạn đến cái phần xử lý demo menu code. Rồi ok. Extend reframe. Rồi chúng ta sẽ có cái khởi tạo main. À các bạn làm cái reframe, chú ý là cái lệnh set visible đặt cuối cùng để cho nó refresh lại cái frame. Nếu mà bạn đặt ở trên rồi bạn mới add các component ở dưới á thì nó không có refresh lại nha. Demo menu code. Rồi set demo menu code chấm set visible. Rồi thầy đặt ở phía dưới này thì nó sẽ không bao giờ nằm trên, cho nên khỏi lo. Trong hàm khởi tạo của thầy, thầy sẽ viết code khởi tạo ở đây, còn cái phần visible là nó nằm ở đây, là nó nằm cuối cùng, luôn luôn cuối cùng. À, mình sẽ set title đi. Set title cho nó. Cái tiếp theo set size 600,400. Set location. Set default. Mấy cái này quen quá rồi đúng không? Reframe chấm. Rồi còn set gì nữa không? Chúng ta sẽ có một cái menu bằng cách sử dụng cái lớp là G menu. Ở đây các bạn sẽ có là G menu bar. Mình để là G menu bar bằng new G menu bar. Rồi trong này chúng ta sẽ làm theo bài này, nó sẽ có new, open, save. Thì chúng ta có G menu. G menu. G menu new. G menu new. Thì trong này mình sẽ đặt vô đây giống như bottom vậy đó. New. Rồi cái chuyện mà mình set icon và set phím nóng tí nữa mình sẽ làm sau. G menu. G menu open. G menu. Open. Tương tự như vậy, chúng ta có lưu. Lưu. Rồi, chúng ta sẽ đưa ba cái menu này vào một cái menu file. Mình đang thiếu một cái menu file rồi. Alo alo, bị nhầm rồi. Nhầm rồi. Chỗ này nó phải là G menu item chứ không phải là cái này. Nhầm rồi. G menu item mới đúng. Tại vì cái menu lớn của mình là menu file. Còn đây là các menu nhỏ. Đó, chỗ này mình sẽ thêm một cái là G menu. G menu file. Chỗ này để vô đây chữ file.
Đó. Rồi trong cái Gmini file này của mình, mình mới thêm các con vào Gmini file của mình, thêm Gmini new, Gmini file chấm add, thêm Gmini open, Gmini file chấm add, thêm Gmini save. Rồi và cuối cùng Gmini bar chấm add Gmini file. Đó, mình làm tương tự như vậy để thêm các đối tượng vào. Và mình sẽ thêm một cái menu nữa là color. Trong đó nó có ba cái radio và một cái cuối cùng là cái checkbox menu. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một cái Gmenu là Gmenu color bằng new Gmenu, đặt vô đây chữ color. Rồi bây giờ Gmenu thì mình biết rồi đó, nhưng mà cái Recheckbox là gì thì các bạn có thể tham khảo nó bằng cách là bạn sẽ thêm vô đây một cái Gmenu Checkbox và mình xem thử nó là cái gì. À đây rồi, có rồi. Như vậy thì cái Checkbox là cái này. Đây. Thì các bạn sẽ nhìn thấy cái lớp của nó nè, G Checkbox Menu Item. Còn cái radio là gì? G Radio Button Menu Item. Dài dòng không? Nhìn để biết ha. G Radio Button Menu Item. Đó. Như vậy nó có hai cái menu mà nó dài dòng vậy đó. Cái trên này là checkbox là G Checkbox Menu Item, G Radio Button Menu Item. Phải cho đúng lớp nha. Như vậy ở bên này chúng ta đang muốn làm gì? Thêm vô cái color này là ba cái radio. Như vậy mình sẽ ở đây mình sẽ tạo ra G Radio Button Menu Item. Thấy không? Ok. Là G Radio Menu đi. Đó, mình ghi vậy cho nó nhanh. Menu Red bằng New G Radio Button Menu Item. Và mình gõ vô đây chữ red. Tương tự như vậy, bạn sẽ có green blue. Chỗ này chúng ta sẽ có green. Chỗ này blue. Đây, mình có green blue. Sau đó mình đưa ba cái bạn này vào trong Gmenu color chấm add grd red chỗ này green, chỗ này blue. Sau cuối cùng mình sẽ Gmenu bar chấm add Gmenu color. Rồi như vậy mình đã thêm vào trong cái menu bar rồi đó.
Nhưng mà để hiển thị lên thì chúng ta sẽ có một cái lệnh set menu bar, z menu bar, để cho cái frame đó nó sử dụng đến cái menu của mình. Set ok. Set G menu bar. Phải G menu nha, để cho nó là scream. G menu bar. Rồi mình chạy lên thử coi ha. Đây. Menu của mình đây. Được không? Ba cái đều được chọn hết. Mình muốn cho nó chọn một cái thì mình sẽ nêu gì? Button group. Rồi add cái button group đó vào. Add button group đó vào. Rồi ở phía dưới cái menu color này mình lại có thêm một cái check radio là test color. Rồi menu bar, g menu color chấm h, space. Rồi ở đây mình sẽ tạo ra thêm một cái g checkbox menu item, g checkbox menu text color bằng new rồi một cái checkbox. Và ở phía dưới này g menu color của chúng ta sẽ thêm g checkbox menu color. Rồi chạy lại ha, coi nó thêm được cái gì. Color thêm một cái đường ngang, thêm một cái checkbox. Đó, nó thêm cái đường ngang. Aspirator thêm đường ngang. Rồi, chỗ này ba cái màu này thì chúng ta sẽ nêu một cái G button group button group. Group color menu color bằng new button group. Chấm edge.
Ti Radio Red. Rồi, chỗ này chúng ta lấy green, chỗ này blue. Rồi, chạy lại xem nó thêm ba cái này vào radio, thêm button group rồi, chạy lại thử xem. Rồi, chọn một trong ba ha. Đó. Như vậy chúng ta thêm cái button group vào và đưa ba cái mini item của chúng ta vào cái button group đó thì nó sẽ cho chúng ta chọn một trong ba. Được chưa? Rồi, bây giờ mình sẽ thêm một cái dưới là toolbar. Các bạn sẽ thêm vào, thầy sẽ thêm một cái re-editor add cái re-editor này vào. Rồi, các bạn sẽ xem thử là cái bài của mình nó sẽ thêm được cái gì. Đây, thêm được cái cửa sổ. Giống Notepad chưa? Này, chương trình của mình là giống Notepad rồi đó. Đúng không? Rồi, ok. Tiếp tục ở dưới này, mình sẽ thêm vô một cái GTextField. GTextField. GTXT. Chỗ này nó sẽ để là poly đi, f poly bằng new retest field. Ví dụ mình để là 50 đi, add retest poly. Đây, xem thử. Này, lý do là tại vì cái bench của mình nó rộng quá cho nên nó chiếm hết rồi. Chiếm hết rồi. Rồi, chỗ này box layout chấm border layout, dùng border layout chấm now, bắt now sao. Ok, thử xem nào. Rồi, đây test của mình nằm dưới này, khiêm tốn dưới này, còn mình set lại sau đó tùy mình. Không, nhưng mà hiện nay là nó đã xuất hiện rồi đó. Như vậy mình đã set cho nó, ví dụ như chỗ này bạn set font cho nó đi, cho nó lớn lớn một tí. Set font cho nó new, font cho nó bạn sẽ để ở đây là Arial phẩy font style, ví dụ như 24, font style font chấm font 24. Chấm phẩy. Rồi gtt chấm set font F. Ok. Rồi, chỗ này đưa vô đây. F poly. Đó, để cho nó mới chạy lên nó sẽ có chữ F poly.
Rồi canh giữa giùm cho thầy. Rồi, được chưa? Bây giờ đó là phần giao diện cơ bản là nó như thế. Thêm phần panel nữa. Và các bạn tí nữa sẽ làm phần sự kiện cho nó. Bây giờ mình dừng đây để